nên cái việc ùn ứ giao thông ngay chỗ Lăng Gia Cả nó cũng giảm. Bên đó thì có những cái áo dài thiết tha. Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Sunny Dog. Bây giờ thì khoảng 9 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 2 2022, tức là mùng 8 Tết. Sunny đang chạy trên con đường Cộng Hòa. Phía thẳng của anh chị đó là cái cổng Phi Long năm xưa đó anh chị. Đường Cộng Hòa ngày hôm nay thay đổi và hôm nay là chính thức là hết Tết rồi. Sunny đang định về chạy về hướng trung tâm Sài Gòn, nhưng mà thôi gắn camera lên để anh chị cập nhật cái đường hình ảnh đường phố của Sài Gòn từ ngay chỗ con đường Cộng Hòa, cổng Phi Long, mình đi theo con đường Công Lý để về trung tâm nha anh chị ha. Bà con này thì cũng nghỉ ngơi cùng với gia đình bên cái mâm cơm ngày Tết. Nhưng mà ngày hôm nay bắt đầu từ mùng 7 là đi làm trở lại rồi anh chị và các bạn. Mai là vía trời mùng 10 vía đất, mùng 9 vía trời, mùng 10 vía đất, cúng ông thần tài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên cây cầu vượt. Cầu vượt ngay chỗ Lăng Gia Cả. Ngày xưa thì không có cầu vượt đâu anh chị. Khoảng năm 99-2000 thì bắt đầu làm cầu vượt này. Nên cái việc ùn ứ giao thông ngay chỗ Lăng Gia Cả nó cũng giảm. Đó, mình đang băng qua cái cổng Phi Long ở phía dưới đó. Chỉ còn khoảng 350 mấy ngày nữa là Tết rồi anh chị, nên nôn nao quá. Mới Tết rồi bây giờ mong Tết tiếp. Sunny rất là thích Tết anh chị. Tại có thể là do tính cách nhí nhảnh hồn nhiên như điên nên rất là thích Tết. Tết nó vui lắm, gặp ai cũng vui cười, rạng rỡ, không có ưu phiền. Đây, chúng ta băng qua cầu vượt Lăng Gia Cả để chúng ta về con đường Công Lý, cầu Công Lý nha anh chị ha. Đường phố Sài Gòn ngày đầu năm đó. Cứ chạy xuyên suốt luôn nha anh chị. Mình đang chạy trên con đường Hoàng Văn Thụ, xưa kia mang tên là Võ Thánh. Bên phải là Thoại Ngọc Hầu, Phạm Văn Hai để về ông Tạ. Ở đây thì có cái mũi tàu đi thẳng là chúng ta sẽ về con đường Chi Lăng, ngã tư Phú Nhuận về Lăng Ông Bà Chiểu. Còn bên phải thì chúng ta sẽ về con đường Công Lý. Sài Gòn trở lại hoạt động bình thường. Người ta đi du xuân Tết rất là đông anh chị. Như là Vũng Tàu và Sunny có về quê đó, chạy thì kẹt xe. Rồi có nhiều người ta chưa bút khách sạn trước, thế là phải ngủ ngoài cái bờ kè của biển luôn. Hoặc là thuê cái ghế bố 100.000 một đêm, thế là cứ nằm ngủ thôi.
Còn đối với Đà Lạt á, thì có cái cảnh là coi như người ta dựng liều ngay chỗ công viên nào đó trong cái sương lạnh để ngủ, ngủ qua đêm. Trời ơi, đi chơi sao nó khổ quá trời. À, riêng Sunny là thích đi những ngày thường hơn anh chị. Ngày thường mình thoải mái tung tăng ngắm cảnh, dịch vụ cũng chu đáo, giá cả thì nó không có tăng. Ví dụ anh chị cập nhật thông tin anh chị, ví dụ như chuẩn bị vía thần tài đi, mùng 10 Tết, vàng lên 650.000 một lượng so với những ngày Tết. Một lượng bây giờ là 63.500.000. Thì anh chị suy ra giùm ha. Cứ 100 đô là 2.3 triệu, tương đương 2.3 triệu Việt Nam đồng. Đó anh chị suy ra giùm để mình biết cái giá vàng. Đầu năm thì vật giá thì hơi nhích nhẹ. Giá cả thức ăn, thức uống hơi nhích nhẹ. Vàng thì nó cao ngất ngửa. Mình cứ đi từ từ, tâm sự cùng nhau để anh chị ngắm đường phố. Mình mới băng qua con đường Trương Quốc Dung. Mấy hôm nay là tất cả các xí nghiệp, nhà máy, cửa hàng hoạt động trở lại rồi anh chị. Chỉ có những cái ngành hàng đặc thù thôi. Ngành hàng đặc thù như bán vải vóc, thời trang thì cái việc buôn bán thì qua Tết là nó cũng vắng. Ở cái cảnh thì chúng ta không thể nào tránh khỏi những hình ảnh một mặt bằng như thế mà sang cho thuê nguyên căn. Mình băng qua đường rầy xe lửa, ngày xưa ở đây là có công ty sơn mài. Nguyễn Đình Chính, mép trái là sân khấu Phú Nhuận. Đó, cái cảnh bắt đầu là múa lân nè, các em người ta bắt đầu khai trương cái gì, múa lân, không biết chừng nào múa lân, múa rồng, múa lân. Đây là cái địa điểm văn phòng, cái building. Mai qua thùng cập nhật cho anh chị xem nha. Cái cảnh chắc trùng chen, tắt trùng sen. Đây là một cái đòn múa lân cũng nhỏ thôi anh chị. Để mà cập nhật múa lân thì chúng ta sẽ cập nhật cái múa lân Nhân Nghĩa Đường, những cái đòn lớn đó, cảnh khai trương. Đây là một cái công ty bảo hiểm khai trương Hồng Phát. Bên đó thì có những cái áo dài thiết tha, chụp hình không khí đầu xuân. Đi đâu cũng nghe tắt trùng sen, tắt trùng sen, rất là vui. Chỉ có những cái dịp Tết thì mới có tiếng trống múa lân thôi anh chị. Theo cập nhật thông tin gọi tới anh chị và các bạn, KF0 thì bắt đầu là nhích nhẹ.
nhích lên nha anh chị ha. Sài Gòn cũng cao, nhích lên thôi. Đúng rồi, đi đâu trời ơi nó đông ơi là đông. Nói chung là khi mà đi tới những cái độ chỗ đông người đó thì xin đi đeo hai cái khẩu trang. Nói chung là không có dám trà trộn tiếp xúc với ai anh chị, chỉ là biết cầm camera nín thở để ghi hình thôi, lẩm bẩm trong miệng. Đông quá, ở đâu cũng đông hết, nhà hàng, quán ăn, địa điểm du lịch đông lắm. Thì cái trường hợp F0 thì nó tăng thì đúng rồi, nhưng mà cũng hy vọng rằng bà con chích 3 mũi, đa số là chích mũi thứ 3 rồi anh chị, thì nó sẽ có triệu chứng nhẹ và nó giống như là một cái cảm sốt, cảm cúm thôi. Hy vọng là vậy. Thì sợ, chỉ sợ người già lớn tuổi có bệnh nền đó, nguy hiểm. Mấy nay đi đâu cũng vui hết, người ta khai trương, rồi cúng kiến, rồi có những cái xe ba gác chở mai về ta dưỡng lại cho năm sau. Và hình như là người ta tới công ty ngày đầu tiên trong năm, rồi cùng nhau chúc tụng và cùng nhau sẽ đi ăn uống anh chị, gặp nhau đầu xuân mà. Rồi đây trước mặt anh chị đó là mình tới cầu Công Lý nha. Cầu Công Lý bắc qua dòng kênh Dân Lập Thị Nghè. Nhất rồi anh em chạy vượt qua cầu Công Lý. Và ở đây là chùa Vĩnh Nghiêm, bắt đầu người ta bán lá số tử vi. Và cái cảnh chùa Vĩnh Nghiêm, bà con tới đây cầu may mắn, cầu sinh lộc, cầu bình an. Giữ xe đi chùa 5.000 một xe. Bán lá số tử vi. Chùa Vĩnh Nghiêm thì Sunny sẽ quay sau, tại vì nơi đây là một cái địa điểm nhấn, nên chính vì đi bộ thì nó sẽ hay hơn. Và đối với tháng giêng là người ta cúng kiến cũng rất là nhiều anh chị. Chạy đâu có được đâu mà chạy, rồi xong luôn. Khổ ghê. Hẹn gặp chùa Vĩnh Nghiêm. Chùa Vĩnh Nghiêm anh chị ha. Hẹn chùa Vĩnh Nghiêm sao anh chị? Công an giao thông mới rượt một cái anh chạy ngược chiều, thấy ảnh phóng bỏ xe, bỏ của chạy lấy người, chạy ngược chiều có thể đụng người ta.
tới đây thì tới con đường là Lý Văn Thắng, Yên Đỗ, Sinh Y sẽ đi vào cư xá Hàng Không. Quẹo vào đây có một bác muốn là Sinh Y trước Tết rồi, tại vì Sinh Y lo quay Tết quá. Bữa nào con rảnh rảnh con chạy vào cư xá Hàng Không để bác cập nhật. Tất nhiên là thưa bác là cập nhật để cho bác hình dung thôi, chứ bây giờ thì khu đó bây giờ nhà giàu VIP lắm. Rồi cháu sẽ đi vòng vòng đây chở bác với lại anh chị đi nha, thì cư xá Hàng Không. Rồi, đây là số là 288, cư xá 288. Đây là trong đây là bán phở, một cái quán phở rất là nổi tiếng của người Bắc. Cái món phở của người Bắc năm tư anh chị, phở nổi tiếng lắm. Rồi, chúng ta cứ đi vòng vòng trong những cái hẻm này. Chúng ta quẹo vào. Giờ làm sao mà những người xa Sài Gòn ngày xưa thì ở khu vực này làm sao bây giờ nhận ra được cái cư xá Hàng Không năm xưa. Cư xá này cũng nhỏ lắm. Này bây giờ là VIP lắm anh chị và các bạn. Ngay chỗ con đường chính là con đường Công Lý mà làm sao mà không VIP được. Chùa Hoa Nghiêm. Đây cái nhà cư xá nè, đó cái nhà. Đấy, nghe nát nhà cầu thang, nhà cư xá năm xưa đó. Đó, nhà cư xá mình chạy ra anh chị ha. Đó. Tới đây bích rồi, Sinh Y sẽ quẹo ra nha. Nhìn cái dãy nhà này giống như cư xá Vịnh Hội gì, xây cầu thang bên ngoài. Chỉ còn một cái dãy đó còn y như cũ, nhìn thích ghê chứ. Nhà cửa thì
nhìn cũng sang sang, ở ngoài cũ nhưng mà trong nhìn sang sang lắm. Có gốc cây đa quá lớn. Đi thẳng này là mình sẽ về hướng về chùa Vĩnh Nghiêm anh chị, ngay chỗ cầu Công Lý luôn. Đây anh chị, tháp chuông. Rồi mình quẹo dưới dạ cầu để mình lại tiếp tục đi về hướng trung tâm. Đây là dòng kênh Nhiên Lộc Thị Nghè, với con đường Hoàng Sa, Trường Sa, cầu Công Lý. Bây giờ có con đường này thì đi lại rất là dễ dàng, từ ngay chỗ ông Tạ, khu vực ông Tạ đi về cái hướng Thị Nghè, cầu Thị Nghè, chợ Thị Nghè đó anh chị. Ra rất vui thực hiện cái clip ngắn dẫn bác anh chị và các bạn đi vào cư xá Hàng Không trước năm 1975. Tất nhiên là nó thay đổi nhiều, nhưng mà mình nhìn thấy Sinh Y rất là vui, nhìn thấy cái dãy cư xá ngày xưa. Nói chứ phát hiện một điều gì xưa cũ đó, không phải là Sinh Y vui, mà nhiều khi mà anh chị nói cái khu đó là ngày xưa tôi biết chỗ đó, từ đó định hình ra những cái cung đường đó, là vui, là vui như thế. Mình thực hiện một cái clip mà các cô chú anh chị và các bạn nhận ra thì mình cảm thấy rất là vui, vui trong lòng. Tóm lại, mình làm cho người khác vui là mình sẽ vui. Rồi chúng ta lại tiếp tục hướng về trung tâm Sài Gòn. Con đường Yên Độ Lý Chiến Thắng nha anh chị ha, nãy mình quẹo lại đó. Đây cái góc này là cà phê Phượng Cát. Đây cái đường vào cà phê Phượng Cát. Quán cà phê xưa mà Sinh Y ngồi đồng ngồi đồng ngày xưa đó, tới thời năm 91, 92, 93 đó. Cái thời đó tất nhiên là các anh mời đi uống cà phê, lúc đó tiền đâu mà đi uống, lên đi học tiền đâu mà uống anh chị, được mời thôi. Thấy nhiều cái cảnh người ta cúng kiến khai trương, cầu chúc bà con mua may bán đất, làm ăn phát đạt, khai trương hồng phát. Và năm hy vọng thôi, chỉ biết hy vọng năm 22 thì toàn cầu sẽ qua cơn đại dịch cho nó mau, nó trở thành một cái bệnh cúm mùa thôi. Cái vụ gì đây, phát lộc đầu năm đây, hưng thịnh cóp. Cái cảnh cúng kiến khai trương, toàn bộ nhân viên cúng kiến khai trương đó, mỗi người cầm một nén nhang cầu xin cho làm ăn một năm phát đạt, buôn bán
đây là giống như một cái công ty xây dựng quá, bất động sản xây dựng đó. Bên đây cũng muốn cập nhật cái hình ảnh này gửi anh chị nha, nhìn đấy. Ban giám đốc nam thanh nữ tú. Ai cũng đeo khẩu trang. Đây là con đường Trần Quốc Toản, mé trái là về chợ Tân Định. Ngày xưa thì nó có tên là Nguyễn Đình Chiểu, bây giờ có tên là Trần Quốc Toản. Bên phải thì chúng ta sẽ về con đường Trương Minh Giảng để đi Hiền Vương về ngã sáu Dân Chủ. Đây là bên trái là viện Pasteur. Anh chị thấy đầu năm vui không? Đó, người ta cúng kiến và cô chú anh chị và các bạn có kinh doanh thì Sunny cũng kính chúc năm 2022 khai trương hồng phát, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý, tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê phin, và luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe tràn đầy. Rồi băng qua con đường Hiền Vương. Những ngày Tết này đi đường rất là vui. Thì đối với con đường Công Lý này đó, Tết thì trang trí rất là đẹp anh chị. Một dãy bông đào, một dãy bông mai, tất nhiên là bông đào, bông mai giả, dọc theo con đường Công Lý đổ về khu vực con đường Lê Lợi luôn. Marie Curie, trường Marie Curie nhìn rất là cổ kính. Marie Curie, con đường Hiền Vương đó anh chị, vẫn còn những dòng chữ chúc mừng năm mới. Thời gian thấm thoát trôi, trước Tết thì Sunny quay ôi thôi hội hoa sương chợ Tết, bây giờ đã qua rồi thôi, cũng trở lại cuộc sống hàng ngày, quay những cái clip theo yêu cầu của cô chú anh chị. Marie Curie, nhìn ngôi trường đẹp quá. Các em là bắt đầu đi học lại rồi anh chị, các em học sinh bắt đầu học lại rồi.
đối với quay phim này đó, thì khi đi bộ thì nó chỉ có một khu vực nhỏ thôi, nhưng mà khi đi xe thì chúng ta sẽ nhìn cái cảnh vật kéo dài từ khu vực này qua khu vực khác. Sunny sẽ trộn lẫn hai cái đề tài, hai cái cách quay thôi, nói đề tài thì không đúng, hai cách quay đi bộ nó nói lên một cái địa điểm, địa danh, và chúng ta sẽ nhìn cảnh cuộc sống, nhịp sống trôi qua, hình ảnh đường phố thông qua những cái video clip mời cô chú anh chị lên xe như thế này. Trần Quy Cáp, Võ Văn Tần, mình băng qua luôn Lê Quý Đôn. Đối với những ngôi trường ở Sài Gòn này, Sunny thích như là trường Trưng Vương, Tê Túc Ký, Gia Long, Marie Curie và Lê Quý Đôn. Võ Trường Toản hả? Không, Thập Tự, và chúng ta tới với Dinh Độc Lập. Quan Dinh Độc Lập cũng vắng anh chị, không có đông. Rồi chúng ta sẽ tới với nhà thờ Đức Bà. Vàng bông giấy đẹp quá. Vàng bông giấy quá đẹp. Hôm nào dẫn anh chị đi dạo coi, thẫn thờ, hy vọng rằng những cái bông hoa này vẫn còn. Con đường Hàng Thuyên. Nói chứ ngày xưa cái cách đặt tên đường có rất là nhiều ý nghĩa anh chị ha. Đấy, chảy theo chiều dài lịch sử. Ví dụ như con đường Hàng Thuyên, bên kia là Alexander Road, ở giữa là Thống Nhất. Thì anh chị ngẫm nghĩ ba con đường này thì theo ý nghĩa gì? Riêng Sunny nghĩ thôi, Alexander Road thì ông cái tiếng, cái chữ quốc ngữ bây giờ tạo ra, nghiên cứu và tạo ra chữ quốc ngữ bây giờ. Còn ông Hàng Thuyên là về chữ nôm. Thế là cùng kết hợp để thống nhất ra cái tiếng Việt mình đang dùng hiện nay. Thì theo Sinh Y nghĩ, mạo muội suy nghĩ như thế. Tới nhà thờ Đức Bà thì Sunny cũng tạm chia tay anh chị và các bạn. Rất là vui thực hiện từ ngay chỗ con đường Cộng Hòa, vành đai phi trường Tân Sơn Nhất, tới với lại nhà thờ Đức Bà, khu vực trung tâm, để chúng ta thấy cái cảnh đường phố mùng 8 Tết, tức là 8 tháng 2 2022, như thế nào. Và tới đây thì Sunny cũng không quên kính chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
thân ái mến chào. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái clip lang thang tiếp theo. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Cô chú anh chị và các bạn luôn khỏe nha, cùng lang thang rong chơi với Sunny. Thân ái mến chào, bye bye.